Xin chào quý vị các bạn, hôm nay Di động Cao cấp.vn giới thiệu bạn video thay màn hình của BlackBerry 8800, 8820, 8830. Đây là những mẫu điện thoại đã rất lâu rồi của BlackBerry. Nhưng hiện nay rất là nhiều những fan hoài cổ rất là muốn sửa thay mới màn hình của BlackBerry 8800, 8830, 8820. Đó. Di động cao cấp.vn địa chỉ cung cấp BlackBerry nhận sửa chữa tất cả những dòng BlackBerry, thay màn hình tất cả những dòng BlackBerry từ cao đến thấp. Hôm nay mình sẽ xin giới thiệu với bạn video thay cái màn hình của BlackBerry 8800, 8820. Đây là máy của chúng ta. Khi khách hàng có nhu cầu thay màn hình ốp lưng bao da của BlackBerry 8800, 8820, khách hàng vui lòng qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn trên toàn quốc để được thay màn hình mới chính hãng với giá cực kỳ hấp dẫn. Đây là màn hình của BlackBerry 8800 khi bóc ra. BlackBerry 8800, 8820, 8830 đều dùng chung một mã màng, không khác gì nhau. Khi khách hàng có nhu cầu thay màn hình có thể truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 0466750999 của di động cao cấp.vn để thay màn hình mới của BlackBerry 8800, 8820. Xin cảm ơn quý vị các bạn.